Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn dùng thử chiếc máy hút chân không của hãng Casio có tên là Gomez VAC180. Và chiếc máy này là dành cho thị trường châu Âu. Chiếc máy này sẽ giúp các bạn hút chân không ở các túi bóng đựng thực phẩm và nó cũng có cả chức năng hàn miệng túi giúp chúng ta bảo quản thực phẩm tốt hơn. Hãng Casio cũng là hãng sản xuất nhiều cái thiết bị gia dụng tốt và đây là một trong những thiết bị như vậy. Đóng gói thì chúng ta sẽ có phụ kiện đi kèm và sách hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên đó là cái phụ kiện để các bạn hút chân không trong những cái hộp mà có thiết kế hỗ trợ máy hút chân không. Đây là sách hướng dẫn khá là dày với nhiều ngôn ngữ khác nhau, tiếc là không có tiếng Việt. Và chúng ta được tặng kèm các cái túi để các bạn sử dụng cho việc đựng thực phẩm và hút chân không. Thì cái túi này có đặc điểm là túi nhám nhé. Và đây là chiếc máy Casio VAC180. Thiết kế khá là hiện đại. Mặt trước này và chúng ta có một cái núm đóng mở ở bên cạnh này, mở thì bạn sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ, còn đóng là xoay thuận chiều kim đồng hồ. Đây là bên trong, các bạn sẽ quan sát thấy có cái núm này để các bạn đấu cái phụ kiện để hút chân không cái hộp thủy tinh. Còn đây là các cái nút bấm, đây là nút hàn miệng túi, nút hút và hàn và nút dừng lại. Phần dưới này là cái phần thanh nhiệt để hàn miệng túi, phần này để hút chân không này. Chúng ta sẽ phải kẹp cái miệng túi ở đó. Phần trên này là cũng như vậy. Đây là cái khóa, đây là mở này. Còn vặn xuống kịch thì là khóa lại. Chúng ta phải khóa thì mới sử dụng được nhá. Phía dưới thì chúng ta có dây nguồn. Và công suất của cái máy này là 130W. Sử dụng điện 220 phù hợp với Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ dùng thử để hút chân không. Trước tiên tôi sẽ hàn miệng túi thì các bạn chỉ đặt vào đây thôi. Sau đó đậy cái nắp này xuống rồi bấm nút hàn. Tuy nhiên các bạn mà không đóng cái khóa kia sẽ không hàn đâu, các bạn phải vặn khóa thì nó mới đầu mới hoạt động, một cái chức năng khá là an toàn. Đây, bây giờ tôi sẽ vặn xuống này thì bắt đầu máy nó mới hoạt động và đã hàn xong miệng túi này. Bạn mở ra cái miệng túi này đã được hàn. Cái chức năng này để các bạn có thể hàn sử dụng những cái túi nhỏ khi mà chúng ta cắt ra. Và nhớ là để hút được thì phải dùng cái túi nhám như này thì nó mới hút được chân không. Bây giờ tôi sẽ bỏ đồ ở đây. Ví dụ tôi sẽ cho một cái đồ vật trong này hoặc là thức ăn cũng được, thực phẩm. Và để hút được thì các bạn sẽ phải đặt vào trong cái phần hút này. Toàn bộ miệng túi phải đặt trong cái phần cái viền màu đen nhé. Rồi sau đó các bạn đậy nắp. Và nhớ là khóa cạch một cái. Và chúng ta bấm nút diện hút và hàn miệng túi. Máy bắt đầu hút. Và khi mà đạt được đến cái áp suất nhất định thì nó sẽ dừng lại và bắt đầu tiến hành hàn. Và khi mà đèn tắt ấy thì là việc hút chân không và hàn đã xong, chúng ta mới mở ra. Các bạn đợi một chút thì đèn nó sẽ tắt. Ok, chúng ta có thể mở ra được. Và cái túi này đã được hàn kín. Thực phẩm để trong này sẽ được bảo quản tốt hơn. Đây là tác dụng của máy hút chân không. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc máy hút chân không của hãng Casio VAC180, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.